Thưa sư cho con hỏi, hút thuốc và uống rượu bia, hành vi nào phạm giới nặng hơn? Có phải thời Phật thành đạo chưa có thuốc lá nên Ngài không đưa nó vào giới cấm như rượu bia? Con trữ nhiều cây thuốc lá để hút dần, nay con đã bỏ thuốc, con phân vân việc đem tiêu hủy nó và đem chia nhiều người, mỗi người vài gói tương tự như vậy, giải tán rượu bia cũng lưu trữ bằng cách cho tặng hay đổ bỏ sẽ tốt hơn thưa sư. Xin thưa là so sánh giữa rượu bia và thuốc lá đó, thì rượu bia mang cho người ta cái sự sự say, sự mất trí nó nhiều hơn thuốc lá, cho nên đương nhiên là nghiệp sẽ nặng hơn. Còn việc mà mình bỏ thì đương nhiên là mình tiêu hủy đi. Còn khi mình đem cho người khác, tức là mình tạo điều kiện cho người ta phạm tội. Nhớ nha, có những sự bố thí mà đi địa ngục, đó là gì? Bố thí chất say. Cho nên á, mình đem rượu bia mà mình đem cho người ta là mình đi địa ngục ấy, chứ không có phước đâu. Đừng nghĩ là cứ bố thí là có phước nha. Bố thí mà những thứ cho người ta làm ác là nó là đi địa ngục. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.